Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Battle Windrider 500 và dòng xe đạp khung nhôm trong phân khúc chính hãng, và em đang bán với mức giá thì cũng là 9 triệu đồng cho một chiếc xe đạp được sử dụng bộ chuyển động Shimano Suza, bị đĩa trục rỗng và cặp vành là của Shimano G500, một bộ cấu hình rất là ổn trong cái tầm giá. Chiếc xe thương hiệu Battle, tay lắc phải được sử dụng của Shimano Tierra. Khung nhôm Lai Alloy, một loại nhôm siêu nhẹ. Xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu này nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể ngoại hình thì chiếc xe này còn giữ được cái độ mới và đẹp, nó cũng rất là tốt. Bộ chuyển động Shimano Suza thì đề trước đề sau, rồi đùi đạp, rồi đôi tay đôi thanh ba mảnh full Shimano Suza, tay lắc Tiara 9 tầng lip và 2 tầng đĩa. Cặp vành sử dụng là cặp vành 700C của Shimano, đây là model G500, cả vành cả mây ư. Bộ cấu hình rất là tốt trong cái tầm giá, nó bán được 9 triệu đồng. Chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 47 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Size của xe đây, người ta ghi size 47 này, 47 cho các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74 thì phù hợp. Rồi, chuyển động màn Shimano Suza, tay lắc Tiara với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa và 18 tốc độ khác nhau. Chuyển động các thứ của chiếc xe thì vẫn là mượt và vẫn cực kỳ là nhạy. Và chiếc xe được bán với em mức giá là 9 triệu đồng, báo ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà nó đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.